5 sai lầm tuyệt mệnh khi bày mâm ngũ quả ngày Tết 2024. Nếu không biết, đừng bày còn hơn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, mâm ngũ quả thường xuất hiện trong các dịp quan trọng, đặc biệt là trên bàn thờ gia tiên vào cái dịp Tết Nguyên Đán. Và nó cũng đã trở thành một trong những cái nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của mọi gia đình Việt Nam. Với cái tấm lòng thành kính dâng lên tổ tiên những cái điều tốt đẹp nhất, các gia chủ thường cố gắng tìm hiểu và lựa chọn những cái loại quả thơm ngon, đẹp mắt. Tùy vào mỗi vùng miền khác nhau mà cái cách bày mâm ngũ quả cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Tuy nhiên, có một số gia chủ thường phạm phải những cái sai lầm trong quá trình lựa chọn và bày biện cái mâm ngũ quả. Điều này rất dễ khiến cho thần linh nổi giận, không may mắn, còn có thể chuốc lấy cái xui xẻo cho cả gia đình. Các bạn hãy đặc biệt lưu ý. Ngay sau đây, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn 5 sai lầm bày mâm ngũ quả ngày Tết năm 2024. Những sai lầm khi bày mâm ngũ quả cần phải tránh. 1. Không rửa quả sạch sẽ để bày mâm ngũ quả. Nhiều người sau khi mua hoa quả để bày lên cái mâm ngũ quả thường rửa rất cẩn thận để quả được sạch bóng và đẹp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi rửa quả như vậy, nước có thể bị đọng lại ở chỗ cái núm, cái cuống ấy. Nó khiến cho quả sớm bị thối. Để hạn chế cái hiện tượng này thì các bạn có thể dùng khăn giấy tẩm một ít nước để lau sạch ở cái bên ngoài quả là được. Nếu trong trường hợp mà quả nó bị mốc với hoa lại vàng ố thì các bạn có thể là hòa một chút nước vôi và chấm vào đó để lau. Đấy. Như vậy thì các bạn vẫn có một cái mâm ngũ quả sáng bóng mà không sợ bị đọng nước hay là gì quả bị thối đó. Thứ hai là chọn mua những quả đã chín. Thưa quý vị, thường thì trước cái đêm 30 ấy, trên cái bàn thờ gia tiên đã phải có cái mâm ngũ quả được bày biện rất cẩn thận. Vì thế mà các gia đình sẽ tiến hành sửa soạn mâm cái ngũ quả vào cái ngày 29 hoặc là ngày 30. Khi đó cái việc chọn mua hoa quả phải được tiến hành sớm hơn, thường là vào ngày 25 đến ngày 28. Chính vì thế mà nếu muốn mâm ngũ quả có thể để được vài ngày thì gia chủ không nên chọn mua những loại quả đã chín. Vì đến lúc đó thì quả có thể sẽ bị chín quá, bị héo, bị ủng. Trong những ngày Tết, cái việc thay mâm ngũ quả hàng ngày là cái điều khó có thể làm được. Không những thế, cái hoa quả chín nẫu sẽ thu hút nhiều cái loại ruồi muỗi bọ nó tìm đến và vô tình làm ô uế cái không gian thờ cúng. Các bạn hãy chọn mua những quả già nhưng mà chưa chín. Còn riêng với chuối thì các bạn nên mua một nải chuối xanh, đủ để cứng cáp, khỏe mạnh thì mới nâng đỡ được những loại quả khác. Thứ ba là không chọn quả có gai nhọn, sần sùi. Theo quan niệm phong thủy, nếu gia chủ dùng các loại quả có gai nhọn như là mít, sầu riêng để mà thắp hương vào những ngày Tết có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự bình yên, hạnh phúc vốn có của gia đình. Đồng thời về cái mặt cảm quan ấy thì những loại quả có gai nhọn trông cũng sẽ không đẹp mắt, và nếu đặt chung với những loại quả vỏ mềm khác như là xoài, nho, táo, chuối vân vân ấy, cùng với những loại quả có gai ấy, thì cái việc hoa quả sẽ bị sứt, bị hỏng rất dễ xảy ra. Không phải là mình thích ăn cái loại hoa quả nào thì có thể thoải mái mua những loại hoa quả ấy về dâng lên ông bà tổ tiên. Đó. Thật ra ấy, cái quan niệm này là hoàn toàn sai lầm, đặc biệt là nếu các bạn thích ăn các loại quả có gai như là mít, sầu riêng. Đó. Theo ông bà xưa để lại cũng như các chuyên gia phong thủy thì những loại quả này không được đặt trên bàn thờ, đặc biệt là trong những ngày Tết. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự bình an của các thành viên trong gia đình, cũng như là ảnh hưởng đến cái gia đạo. Dịp Tết thì người dân nên chọn những loại quả có vỏ trơn láng, màu sắc tươi sáng mịn màng để mà thờ cúng, vừa giúp cho mâm ngũ quả đẹp mắt, bền hơn đó, mà cũng gì không bị cái tâm lý lo lắng về các vấn đề phong thủy. Thứ tư, dùng hoa quả giả để thờ cúng. Quý vị thân mến, khi chuẩn bị cái đồ lễ cúng thắp hương vào cái ngày mùng 1 Tết thì bên cạnh cái việc chuẩn bị hoa tươi, trái cây là một trong những cái lễ vật quan trọng cần phải chuẩn bị trong cái thời gian này.
Hoa quả cúng ngày mùng 1 Tết hay là những ngày mùng 1 ngày rằm đầu tháng ấy, cũng không được dùng hoa giả để cúng, tuyệt đối cấm. Đấy. Theo quan niệm tín ngưỡng tâm linh của người Việt thì gia chủ nên chọn những loại quả, hoa quả mang ý nghĩa tốt lành, đủ màu sắc tượng trưng để mà thắp hương, đặc biệt là cái ngày mùng 1 Tết hay là ngày rằm, ngày mùng 1 hàng tháng. Cái việc bày hoa quả giả trên bàn thờ trong những cái ngày này nó vừa không tôn trọng thần linh gia tiên, lại vừa không có lợi cho cái phong thủy. Vì vậy quý vị không nên dùng. Sai lầm thứ 5 là gì? Quả có mùi quá nồng nặc. Quý vị thân mến, cái mâm ngũ quả ngày Tết trên bàn thờ phải là cái sự hài hòa về màu sắc, về mùi vị giữa 5 loại quả. Vì thế gia chủ không nên chọn những loại quả có mùi quá mạnh, át đi cái mùi của các loại quả khác như là quả sầu riêng, quả mít, vân vân. Cái việc để những loại quả có mùi quá mạnh không chỉ khiến cho bàn thờ mất đi cái sự hài hòa, mà còn khiến cho khách đến thăm nhà và các thành viên trong gia đình cũng cảm thấy không được thoải mái. Thứ 6 là những loại quả mọc sát mặt đất. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, bàn thờ thần linh gia tiên là cái nơi linh thiêng nhất trong gia đình. Chính vì thế mà những cái cúng vật dâng lên cũng phải đảm bảo cái sự sạch sẽ, tinh khiết và thanh tịnh. Theo quan niệm của người dân Việt Nam thì những loại quả mọc sát đất thường bị tạp khí. Đôi khi trong quá trình trồng cây, thu hoạch lại bị người dân hoặc là các loài vật, động vật khác dẫm đạp, xâm phạm. Chính vì thế, các loại quả mang họ nhà dưa như là dưa gang hay là các loại quả nhà họ cà thì đều không dùng để cúng trong cái dịp Tết. Thứ 7, trái cây bị méo mó. Thưa quý vị, trái cây dùng để thắp hương lên cái mâm ngũ quả để cúng vào cái ngày Tết ấy, thì trước hết phải đạt cái yêu cầu là có hình thái tròn trịa, đều đặn, vỏ mịn, trơn láng, vì chúng mang cái nguồn năng lượng tốt, tượng trưng cho cái sự suôn sẻ, thuận lợi. Ngoài ra, nó còn tượng trưng cho trời tròn, đất vuông, thể hiện được cái tấm lòng thành kính của người đứng cúng. Những quả méo mó và có nhiều cái vết sẹo gai góc hoặc là quả héo hỏng là những loại quả sẽ mang đến cái nguồn năng lượng xấu, không nên bày trên cái bàn thờ để cúng gia tiên. Nếu không ấy, cái nguồn năng lượng ấy sẽ gây ảnh hưởng đến cái tài lộc cũng như là cái vận hạn may mắn của những người trong gia đình trong suốt 10 năm đó. Vâng, thưa quý vị, cái việc trưng bày cái mâm ngũ quả để thắp hương vào ngày Tết Nguyên Đán đã trở thành những cái thói quen của người Việt nhằm cầu tài lộc, may mắn, bình an cho cả gia đình. Trong năm mới thì có rất nhiều cái loại hoa quả, gia chủ cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong cái việc lựa chọn sao cho một phù hợp. Trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn cách để bài trí cái mâm ngũ quả đúng cách, giúp chiêu dụ cái tài lộc, thu hút cái vận may. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về cái ý nghĩa của cái mâm ngũ quả ngày Tết Nguyên Đán. Quý vị thân mến, cái mâm ngũ quả ngày Tết có ý nghĩa như thế nào, được bày trí ra sao là câu hỏi của rất nhiều gia chủ gửi đến Tử Thông trong thời gian vừa qua. Nói chung ấy, thì cách bày trí hoa quả thế nào hay là có cái sự khác biệt gì giữa mâm ngũ quả của ba miền Bắc, Trung, Nam? Đó chắc hẳn là những cái thông tin mà rất nhiều người đã tò mò và gửi đến Tử Thông trong suốt thời gian vừa qua. Cũng như là gì, họ cũng muốn tìm hiểu, muốn hiểu biết hơn về cái dịp lễ Tết Nguyên Đán đang cận kề. Thưa quý vị, như vậy là Tết Nguyên Đán đã sắp đến rồi. Nếu mà quý vị thuộc một trong số những người tò mò đó thì đừng vội lướt qua cái video này, mà hãy cùng với Tử Thông khám phá những cái điều thú vị xoay quanh cái mâm ngũ quả ngày Tết. Đấy. Mâm ngũ quả là một trong những cái thứ quan trọng để trưng bày trên bàn thờ gia tiên trong những ngày Tết của người Việt. Nó mang một cái ý nghĩa chung sâu sắc là dâng lên tổ tiên, thể hiện cái tấm lòng thành kính, hiếu thảo và ước mong những cái điều tốt đẹp, tốt lành trong gia đình. Đấy. Và cái mâm ngũ quả là một cái phần không thể thiếu trong cái ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta. Theo thuyết duy vật cổ đại thì tất cả mọi vật chất đều tạo ra bởi 5 yếu tố ban đầu. Đó chính là kim loại, tức là kim, nước, tức là thủy, đúng không? Gỗ, tức là mộc, lửa, tức là hỏa và đất, tức là gì? Tức là thổ, gọi là gì? Gọi là ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và chính cái tư tưởng ấy đã xâm nhập sâu sắc vào cái đời sống văn hóa của dân tộc phương Đông.
Ở trong đó có người Việt Nam được thể hiện ngay trên cái mâm ngũ quả ngày Tết. Theo quan niệm của dân gian ta ấy, thì ngũ quả chính là cái sự tập trung đầy đủ các loại trái cây trong trời đất. Bởi con số 5, ngũ hành là một con số tốt trong cái quan niệm phong thủy, thể hiện được cái sự phát triển bền vững, mạnh mẽ. Chính vì vậy, cái mâm ngũ quả ngày Tết thể hiện được cái mong muốn âm dương hòa hợp, sinh sôi nảy nở và phát triển. Và cũng bởi thế, cho nên ông bà ta đã chọn 5 loại trái cây để cúng vào cái đêm giao thừa, với cái ngụ ý rằng những cái sản vật này được đúc kết từ bao nhiêu cái công sức, mồ hôi nước mắt của người dân lao động, kính dâng lên đất trời và thần thánh trong những cái giờ phút linh thiêng của vạn vật sinh tồn. Từ đó có thể thấy cái ý nghĩa của mâm ngũ quả ngày Tết vô cùng là quan trọng và lớn lao. Vậy thì chúng ta cùng điểm qua cái cách bày mâm ngũ quả của ba miền Bắc Trung Nam để quý vị có cái nhìn sâu sắc hơn về cái mâm ngũ quả. Quý vị thân mến, đầu tiên chúng ta xét cách bày mâm ngũ quả ở miền Bắc. Thưa quý vị, ở miền Bắc thì trên mâm ngũ quả thường có các loại như là chuối xanh, bưởi, hồng, quýt. Đó. Thì chuối xanh ấy, thì đối với người dân miền Bắc, cái mâm ngũ quả không thể thiếu chuối xanh. Đây là loại quả chiếm cái vị trí quan trọng trong cái cách bài trí mâm ngũ quả ngày Tết. Chuối gần gũi với người dân Việt Nam, đặc biệt là với dân miền Bắc, tượng trưng cho cái bàn tay ngửa lên để bao bọc, đem đến cái sự may mắn, bình an, đa phúc lộc. Cái màu xanh của chuối là biểu tượng cho mùa xuân, cái sự tinh túy của đất trời, mang cái ý nghĩa che chở, bảo vệ. Đó. Và quả thứ hai là quả đu đủ, quả sung. Đấy. Đây là hai loại quả mà mọi người luôn muốn đặt lên trên bàn thờ vào ngày Tết, với cái mong muốn là sung túc, đủ đầy sẽ đến với gia đình mình và tránh được những cái sự khó khăn, bần hàn. Đó. Tiếp theo là gì? Cam, quýt, đấy, hồng. Mỗi loại quả thì tượng trưng cho các mùa khác nhau. Cái điều đó nó thể hiện cái sự mong muốn suốt năm gia đình sẽ được ấm no, đủ đầy, hạnh phúc. Theo phong tục của người dân miền Bắc thì cách bài trí mâm ngũ quả truyền thống sẽ để nải chuối xanh ở dưới cùng để đỡ lấy toàn bộ các loại trái cây khác. Cái nải chuối xanh như là cái bàn tay ngửa lên để hứng lấy những cái gì tinh túy nhất của mùa xuân còn đọng lại thành quả ngọt. Nó còn có ý nghĩa là che chở, bao bọc. Đó. Tiếp theo là quả Phật thủ. Đó. Quả Phật thủ thì có màu vàng tượng trưng cho cái hành thổ, nên là được đặt ở giữa mâm ngũ quả. Phật thủ là loại quả có 10 cánh múi chụp lên như là 10 ngón tay. Dân ta gọi là gì? Tay Phật. Phật thủ thì được bày trên cái bàn thờ ngày Tết với cái niềm mong muốn là cầu mong được bàn tay Phật che chở, ban cho phúc lộc. Nếu không tìm được Phật thủ thì có thể thay bằng quả bưởi đặt lên trên mâm ngũ quả, cũng mang cái ý nghĩa tương tự. Trong những năm gần đây thì quả Phật thủ trở thành một trong loại quả được nhiều gia đình lựa chọn để mà thắp hương vào ngày rằm, ngày mùng 1 hoặc là ngày lễ Tết. Quả Phật thủ thường được đặt ở trung tâm, cái nơi cao nhất trong cái mâm ngũ quả, mâm trái cây. Theo quan niệm của người xưa ấy, thì Phật thủ là cái loại quả dùng để thờ Phật và gia tiên vì có mùi thơm rất là quyến rũ, tác dụng lưu giữ thần Phật, gia tiên lưu lại trong nhà được lâu hơn để phù hộ cho gia chủ, phù hộ cho con cháu. Ngay cả cái tên gọi của trái cây này thì cũng thể hiện được cái sự nâng đỡ, che chở của Đức Phật dành cho gia đình, giúp mang lại nhiều cái bình an và may mắn. Tiếp theo là ba loại quả khác. Như vậy chúng ta đã có chuối này, có Phật thủ hay là bưởi rồi đó. Ba loại quả khác có màu đỏ ứng với mùa hạ, hành hỏa như là ớt, cam, quýt chín hoặc là gì? Quả trứng gà, quả hồng. Màu trắng thì ứng với mùa thu của hành kim như là roi, đào, mận. Đấy. Màu đen thì ứng với mùa xuân như là mận, hồng xiêm. Tất cả những loại quả này thì được bày đan xen với nhau trên cái mâm ngũ quả, tạo thành cái hình tháp. Ngày nay thì nhiều gia đình miền Bắc lựa chọn thêm các loại quả để bày vào cái mâm ngũ quả ngày Tết. Đôi nhà còn bày cả cái quả ớt để cắm lên trên cái mâm ngũ quả, miễn sao cái mâm ngũ quả trông đẹp mắt, thể hiện được cái mong muốn năm mới được đủ đầy, đấy, được trọn vẹn và hạnh phúc. Muốn mâm ngũ quả được đẹp mắt thì các bạn nên mua và lựa chọn thật kỹ càng các loại quả, càng tươi càng tốt, không bị héo úa.
đó là của người miền Bắc, đúng không ạ? Thứ hai chúng ta xét là cách bày mâm ngũ quả của người miền Trung. Thì miền Trung ấy, nơi khúc ruột miền Trung nghèo, có đất đai vốn cằn cỗi, ít có hoa trái, lại thêm cái thời gian Tết thường rơi vào cái mùa đông khắc nhiệt, và những cái hậu quả do thiên tai để lại từ cái thời gian trước đó vẫn còn chưa dứt, nên trái cây đặc sản của địa phương cũng khá là hiếm. Người dân quê thì không quá câu nệ cái hình thức và cái ý nghĩa của mâm ngũ quả, mà chủ yếu có gì thì cúng nấy đó, thành tâm dâng lên ông bà tổ tiên. Mặt khác, người miền Trung do chịu sự giao thoa của giữa văn hóa miền Bắc và miền Nam nên mâm ngũ quả vẫn được bày biện đủ các thứ như là chuối, mãng cầu, sung dừa, đu đủ, xoài, vân vân, rất là phong phú. Thứ ba là cách bày mâm ngũ quả của miền Nam. Người dân Việt Nam thường cầu kỳ hơn trong cái khâu lựa chọn hoa quả để bày lên cái mâm ngũ quả cúng gia tiên ngày Tết. Nếu người miền Bắc dùng chuối để làm cái quả quan trọng nhất để bày lên trên bàn thờ, thì người miền Nam lại khác, do cái cách phát âm từ chuối giống từ chuối thể hiện cái sự nguy khó. Cũng bởi câu nói là quyết làm cam chịu nên người miền Nam cũng không bày trái cam như người miền Bắc. Cái mâm ngũ quả của người miền Nam ấy, thì thường có các loại trái cây như là mãng cầu, đu đủ, xoài, sung, theo câu là gì? Cầu dừa đủ xài, sung túc đấy. Thì ngoài ra ấy, cũng có thêm cái trái thơm tức là trái dứa để thể hiện cái sự vững vàng. Đặc biệt trên mâm ngũ quả của người miền Nam thì không thể thiếu cái cặp dưa hấu ruột đỏ vỏ xanh, tượng trưng cho cái lòng trung nghĩa và trinh tiết của người phương Nam. Cái mâm ngũ quả của người miền Nam thể hiện rõ cái tính bình dị, dân dã và hóm hình. Mỗi người có một cái cuộc sống và một cái mong muốn khác nhau, biết thế nào là đủ, nhưng mà ai cũng chỉ cần đủ mà thôi. Cho dù ở miền nào thì cái mâm ngũ quả ngày Tết cũng là cái nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam. Nó thể hiện cái sự sinh động cho cái ý tưởng, cho cái triết lý, cho cái tín ngưỡng thẩm mỹ của ngày Tết. Ở cái ngày Tết thì cái mâm ngũ quả trên bàn thờ nói chung là vẫn là cái nơi hội tụ cái hồn quả, hương cây của cái nét đẹp văn hóa dân tộc và ý nguyện cầu an hòa, may mắn mà người dân Việt Nam đã gửi gắm. Quý vị thân mến, hy vọng là những cái thông tin mà Tử Thông vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn ở phần trên ấy sẽ giúp ích cho quý vị nắm được cái việc lựa chọn bài trí cái mâm ngũ quả ngày Tết sao cho hợp lý. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.